Kính mời quý vị theo dõi bài Cho ông cò Tào Hạo sẽ do đọc giảng viên Nguyễn Bé Bảy thành lòng diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giải lòng hằng dình theo. Chúc ông thoảng nhã dựng lèo, qua bờ giác ngàn sớm treo gương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ ơi, làng ngựa xe cám dỗ tao nhân, gây ra lắm nợ phong trần. Lưng hồi sáu nẻo khôn lần bước ra, dài tỉnh ngộ ái hà quyết dứt. Đèn đạo tâm sáng rực soi đường, cầu tu cho đạp ngũ hương. Với gươm trí huệ ma dương hài hùng, làm cho chúng phục tùng chân lý ơi. Trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoàng. Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, phái ngũ quẩn trước lần tham ái ơi. Còi sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thì hiển dứt trừ từ sanh. Đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chân. Dầu mắt phải mưa đơn gió kép, cùng chuyên trì mà dẹp gai trong. Ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông vài đời. Về cực lạc thánh thôi an dưỡng ơi, ấy là ngài ban thưởng công tu. Chúc cho đó dẹp mấy mù, vững vàng bất thôi công phu vuông tròn. Đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Nay ông nhập tự làm tăng, trước sau tuy khác thiện căn vận đồng. Lắng tai nghe được tính hồng, tờ qua ít chữ gói lòng chia vui. Nam mô A Di Đà